Cùng hoảng thông tin trầm trọng, Ủy ban nhân dân Hà Nội né báo chí vụ dạng đông. Đúng là sai một ly đi một dặm. Trước giờ Hà Nội và các cơ quan truyền thông tại Việt Nam quen thói định hướng dư luận bằng việc bóp méo sự thật và thông tin giả để hòng lừa bịp người dân và tránh dư luận xấu. Tuy nhiên kể từ khi vụ việc cháy công ty dạng đông nhờ sự lan tỏa của truyền thông mạng xã hội không chính thống mà lần này ngay cả ban tuyên giáo lẫn thành ủy thành phố Hà Nội đều lúng túng và ngập như hến khi kẻ nói dối chính thức bị lên án và đã làm mất lòng tin trầm trọng. Họ đã không biết phải bịt miệng dư luận kiểu gì trong khi chưa có đối sách thì việc im lặng và hủy bỏ cuộc họp báo đã được đưa ra. Do tình trạng hỗn loạn về mặt thông tin từ cơ quan chức năng về vụ cháy công ty dạng đông nên rất đông phóng viên đã chờ hỏi tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhưng vào phút chót Hà Nội bất ngờ hủy nội dung họp này. Theo báo Dinh, tại cuộc họp ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 9 năm 2019, Do tình trạng hỗn loạn về mặt thông tin từ cơ quan chức năng về vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn và phích nước dạng đông, gọi tắt là công ty dạng đông, nên rất đông phóng viên chờ đặt câu hỏi cho ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, khi mở đầu buổi họp, ông Hà đã lưu ý với báo chí, hôm nay chỉ có một nội dung, huyện Đông Anh báo cáo tình hình thôi. Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên về việc tại sao Hà Nội dự kiến họp báo rồi lại hủy, ông Trần Xuân Hà cho biết Tại sao lại hoãn họp báo thì hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc, đang điều tra đánh giá những nội dung xung quanh vụ cháy này. Nếu có gì tới đây mới thì chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho cơ quan báo chí. Mặc dù như vậy, rất nhiều phóng viên vẫn kiên nhẫn đợi và tiếp tục đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vụ cháy này, như các đặc điểm trái ngược về kết quả quan trắc giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Việc người dân xung quanh công ty Dạng Đông phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại nhiễm độc thủy ngân và những mâu thuẫn trong khuyến cáo của chính quyền địa phương, vân vân tuy nhiên ông hà đều né tránh và không trả lời trực tiếp vào các câu hỏi chỉ nói chung chung là thành phố sẽ làm tất cả những gì có thể làm để khắc phục hậu quả bảo đảm cuộc sống cho người dân các cơ quan báo chí cứ yên tâm cơ quan hữu trách đang tích cực vào cuộc điều tra và sẽ đánh giá lại nếu có vấn đề mới sẽ cung cấp ngay cho báo chí để người dân hiểu và chia sẻ với thành phố bên cạnh đó ông hà nhiều lần đề nghị báo chí phối hợp chia sẻ với chính quyền tuyên truyền tạo sự đồng thuận với người dân để người dân cùng cơ quan hữu trách khắc phục hậu quả Báo Dinh cho hay rất đông nhà báo không hài lòng với trả lời của ông Trần Xuân Hà và đề nghị trả lời thêm, tuy nhiên ông Hà từ chối và chỉ nhắc lại câu thành phố vẫn đang làm hết sức. Phóng viên báo Thanh niên vẫn kiên nhẫn hỏi, đó mới chỉ là lời hứa, có gì minh chứng là Hà Nội đã làm hết sức mình thì ông Hà nói phải rời vòng họp vì phải tham dự một cuộc họp khác. Trước đó vào chiều tối ngày 9 tháng 9, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý hậu quả sự cố vụ cháy dạng đông nhằm giảm bớt áp lực từ công luận sau khi qua kiểm tra và quá trình đấu tranh. Công ty Dạng Đông đã thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy đã sử dụng chất thủy ngân lỏng không phải là hợp chất amalgam như phúc trình của chính công ty này. Văn bản ghi Hà Nội chịu trách nhiệm điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, nổ và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chú trọng thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố cháy, đôn đốc giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường. Trong khi đó, sáng ngày 9 tháng 9, ông Phạm Gia Hữu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân cho biết có 320 trên tổng số 1.310 học sinh trường tiểu học Hạ Đình đã nghỉ học do phụ huynh lo lắng vụ cháy ở công ty Dạng Đông gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra gần 10 người muốn xin chuyển trường cho con đi nơi khác học. Phụ huynh cho con nghỉ một phần là vì nhà gần khu vực cháy chứ không hẳn là trường học không bảo đảm. Nhiều người đã cho con về quê hoặc chuyển tạm chỗ ở nên số lượng nghỉ nhiều như vậy. Ông Hữu trao đổi với VN Express. Nói láo có phải là nghề của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung? Đã từ lâu hầu như dân chúng tôi không còn tin vào những bản phát biểu hay hứa hẹn của bất cứ ông to bà lớn nào trong vùng máy của nhà nước bởi quá nhiều bài học về thực tính nói láo không biết thẹn của hầu như tất cả các cấp lãnh đạo Cộng sản khi phải giải quyết một vụ việc gì đó của người dân. Nói láo không phải là ai muốn là được bởi vì khi phát biểu một lời nói láo lập tức có hai vấn đề buộc người nói phải suy nghĩ và chín chắn. Thứ nhất khi đưa ra một lời hứa phải tự hỏi lấy rằng mình có thể thực hiện được bao nhiêu phần trăm. Nếu chỉ 80% thì tốt nhất đừng nên hứa. Thứ hai, khi phát biểu một hành động, một hiện tượng trốn đông người phải nhớ là cái số đông ấy có người làm chứng cho lời nói thật hay nói láo của một quan chức và vì vậy nói láo về hành động hay ý kiến của đám đông là hành vi ngu xuẩn nhất của người nói láo. Vậy mà đương kim một chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Trung, nay nói láo không hề biết nháy mắt khi xác định rằng ông ta đã mời người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy của nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông đến để tham dự cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố vừa qua. Ở đó ông đã nghe họ phát biểu trực tiếp hỏi người dân, nhưng người dân nói không có bức xúc gì. Để biết ông Trung có nói láo hay không, hãy xem VTV đưa tin hàng trăm phụ huynh có con đi học ở các trường tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã xin cho con nghỉ học tạm thời vì chưa biết trường có nằm trong khu vực an toàn hay không bởi trước đó đã có những kết luận trái ngược nhau về nguy cơ ô nhiễm. Bên cạnh đó, báo Thanh Niên cho biết gần 90% hộ dân tại khu chung cư 54 Hạ Đình, hơn 40% hộ dân tại khu chung cư 143 Hạ Đình và hàng loạt hộ dân kinh doanh xung quanh công ty dạng đông chuyển đi sau vụ cháy khiến nơi đây xuất hiện nhiều phố ma và xóm chết. Chưa hết, báo Dân Chí có bài phóng sự đăng vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 9 có tựa rất ấn tượng hàng quán đóng cửa sang nhượng, dân quanh công ty dạng đông thi nhau bán nhà. Theo bài báo này thì các cửa hàng lớn nhỏ gần khu vực nhà máy dạng đông đã đóng cửa vì khách hàng sợ ô nhiễm chất thủy ngân nên ít người dám ăn uống. Bên cạnh đó có nhiều gia đình đã tự ý di rời hoặc về quê hay đến tạm trú với bà con ở một quận khác, cách nơi xảy ra vụ cháy. Có nhiều gia đình đã treo bản bán nhà mặc dù trước đó chưa từng có ý định này. Chừng ấy dữ kiện đủ để nói lên tính chất dối trá của Nguyễn Đức Trung trước một việc hiển nhiên đang xảy ra tại nơi ông quản lý. Ông Trung rõ ràng là có đầy đủ thông tin hơn ai hết khi trực tiếp nói chuyện với nạn nhân nhưng ông không nói lời thành thật đúng như người dân bức xúc mà ông đã đánh lừa dư luận bằng thứ ngôn ngữ xảo quyệt của một kẻ đứng đầu thủ đô ngàn năm văn hiến. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Trung lại phải nói láo như vậy? Có nhiều cách trả lời nhưng cách trả lời chính xác nhất vẫn xoay chung quanh ý tưởng cũ dích bởi vì ông là người cộng sản cao cấp càng cao cấp người cộng sản càng phải nói láo nhần nhuyễn hơn hợp lý hơn và thậm chí chơi chẽn hơn họ như những sản phẩm được sản xuất đồng loạt nên hình thức nói láo giống nhau là chuyện có thể hiểu được nhưng tại sao họ phải nói láo trong khi sự dối trá ấy không giúp gì cho họ trong việc giải quyết một cuộc khủng hoảng câu trả lời đến từ cương lĩnh ổn định chính trị mà đảng chủ trương đã khiến cho họ không dám nói thật từ những câu chuyện đáng ra không thể nói láo người dân không có bức xúc gì như ông trung tuyên bố là cách ổn định lòng dân thô thiển mà người cộng sản đã từng nghĩ ra họ tạo cho chính họ và những đồng chí xung quanh tin rằng lời nói láo của họ người dân không biết và có biết cũng không màng tới nói thật về những gì mà người dân bức xúc rất nguy hiểm cho ổn định chính trị và biết đâu từ đó khiến người dân hoang mang thêm vậy là cứ tiếp tục nói láo tiếp tục xem dân như cỏ rác không đáng nghe lời nói thật từ quan chức cộng sản việt nam lâu dần những lời thiếu tính chân thật ấy khiến họ tin vào như là một sự thật hiển nhiên một sự thật ai cũng phải thừa nhận chẳng hạn như họ không ngại ngùng khi tuyên bố càng ngày người dân càng tin tưởng vào đảng hơn là một mẫu câu được cắt dán vào mọi nơi mọi lúc khi đảng cần vận động niềm tin của người dân vào một việc gì đó mẫu câu này được các cấp cao nhất lập đi lập lại không mỏi miệng tuy rằng ai cũng biết chẳng có người dân nào tin vào đảng cả Nói tới Nguyễn Đức Trung, người dân Hà Nội tự nhắc, nhớ tới những gì ông ta đã làm tại Đồng Tâm, nơi đã xảy ra vụ bắt giữ 38 nhân viên nhà nước, trong đó có đa số là công an, viên chức huyện, ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức, vân vân. Vì đã xâm phạm vùng đất của người dân tại đây, khi đó với tư cách chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung đã phải về xã Đồng Tâm nói chuyện với người dân, đưa ra cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân địa phương về vụ bắt giữ. Tuy nhiên đến ngày 13 tháng 6 năm 2017, cơ quan điều tra công an Hà Nội lại ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Đồng Tâm về hai tội danh bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản. Cái cách mà ông Trung nói láo với dân chỉ đem lại tai họa cho họ chứ chưa bao giờ mang lại lợi lộc hay ý chí ít là niềm tin cho nạn nhân. Nói láo là cái cách mà ông Trung từng làm và từng thành công, ít nhất là tại Đồng Tâm, khi ông ta giữ khoảng cách im lặng cho người dân trước bức xúc mà họ phải chịu đựng khi bị cướp đất, Lần này cũng thế, ông Trung làm cho dân chúng tin rằng thảm họa Thủy Ngân không đáng gì, mặc dù các cơ quan thẩm quyền đã có văn bản chính thức yêu cầu nhà nước có chỉ đạo đối phó một cách nhanh chóng trước các kết quả tìm được. Nói láo theo kiểu ông Trung không khác gì nói láo của quận Thanh Xuân vài ngày trước đây, và rồi ra những từ nói láo ấy, lãnh đạo các cấp lớn nhỏ trong hệ thống chính quyền cả nước sẽ áp dụng đại trà và cung cách ứng xử của họ đối với những thảm họa môi trường tương tự xảy ra từ đó sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ chết từ từ trong những lời nói có tính định hướng này